Cái này là làm gì á chú ha? Xanh quà. Xanh quà hả chú? À, à hay ha. Nhưng mà anh đã vào chưa? Đã vào chưa? Dạ chưa. Vậy thì chưa được. À phải vào cái gì nữa mới xanh quà được hả chú? Làm mã mới được. Áo hết rồi hả? À. Cô xanh được cái gì chưa cô? Nãy giờ bấm chưa quá trời luôn. Đó, các cô chú anh chị đang đi săn quà nha mọi người. Có nhiều người đang lãnh quà các bạn ơi, có nhiều người đang lãnh quà, mình qua mình coi coi lãnh được cái gì nè. Hiện giờ là mình đang có mặt tại quảng trường tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Ở đây các cô các chú đang làm cái gì đây nè. Đó, ai cũng giơ điện thoại lên bầu trời làm cái gì á mọi người ạ. À. Cái này là làm gì á chú ha? Xanh quà. Xanh quà hả chú? À. À hay ha. Nhưng mà anh đã vào chưa? Đã vào chưa? Dạ chưa. Vậy thì chưa được. À phải vào cái gì nữa mới xanh quà được hả chú? Làm mã mới được. Áo hết rồi hả? À. Ủa em chị gặp nhau. Không, con không vào đâu, các chú cứ làm đi. Thì sao mà xanh được? Con xanh đại đi mà. Không được. À không được à, phải vào cái mã gì mới xanh quà được à? Xanh được. À đó, mọi người thấy cô chú anh chị đang đi xanh quà này. Hay nha. Được cái quạt nè. À lại được cái quạt rồi. Có quạt rồi, xong quạt tiếp rồi con ơi. Đó, mọi người thấy cô chú anh chị đang đi xanh quà không? Dạ. Rồi xanh sao ta? Hay ta? Dạ. Ủa có xong chưa? Dạ. Đấy, ai cũng giơ điện thoại lên bầu trời để xanh quà các bạn. Mình đang giơ xanh quà đây. Mày xanh rồi tao thôi. Xanh sao? Đó, xanh. Hay ha. Xanh được cái gì chưa anh? Nhiều lắm mà chả biết cái gì nữa nè. Thấy cái gì cũng chụp lại. À vậy hả? Con mày không đi. Cô xanh được cái gì chưa cô? Nãy giờ bấm chưa quá trời luôn mà không biết gì. Đó, các cô chú anh chị đang đi xanh quà nha mọi người. Ờ hôm nay hay ha, quà có trên không trung luôn nè. Đó, đây là quang cảnh ở quảng trường tỉnh Đồng Nai nha các bạn, gần chỗ thư viện tỉnh đấy ạ. Đây mình đang có mặt ở quảng trường tỉnh Đồng Nai đây. Đây là thư viện tỉnh Đồng Nai, xa kia là quảng trường, đây là không gian chung của quảng trường, hay gọi là trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai các bạn. Đó, để mình coi xanh quà xanh như thế nào nhá. Xanh quà hả? Rất là nhiều người xanh quà đây. Đây chương trình gì nào? Công nghệ nhân sinh Locamos, marketing thế hệ mới, giải pháp cho doanh nghiệp. Mít xanh quà kết nối hệ sinh thái Locamos. Đó nha mọi người. Mình cũng không hiểu cái này lắm. Thấy tại đi tới đây thấy các cô chú đang đứng giơ điện thoại lên xanh quà. Đây cô này đang xanh quà này. Đấy, ai hình như là ở đây ai cũng đang giơ điện thoại lên xanh quà các bạn ạ. Rồi tôi sắp xanh được cái iPad rồi. Có không cho em coi coi. Xanh iPad nữa hả? Còn giờ sao mà để thấy xanh iPad hả? Có nghĩa là thí dụ như mình cứ quơ vậy nè, nếu mà cái điện màn hình mình nó đề hiện được cái gì á thì mình ấn vô cái đó thì là mình sẽ được cái quà đó. Nhưng mà lấy quà bằng cách nào anh? Có cái điểm phát quà kìa. À, có điểm phát quà đó luôn đó hả? Ừ, đó. À từ nãy giờ có ai đổi được quà chưa? Nãy giờ được nhiều. Nói xăng quá chừng rồi. Như nó bảo hiểm hay áo rồi là được rồi, mấy người được rồi đó. À hay ha.
Cái này là của cái marketing Locamos đó đúng không anh? Đúng rồi. Mà chính phủ đang khuyến khích toàn dân mình tải app Locamos. Để làm gì? Mục đích để làm gì? Thu hút ngoại tệ. Locamos là thu hút ngoại tệ hả? Ừ. À, ừ. Mà thu hút bằng cách nào? Bán điểm NFT cho châu Âu, cho người nước ngoài. Ví dụ như nếu mà anh muốn săn quà ở đây hay anh muốn chơi cái gì của Locamos ở ngay cái điểm này là anh phải có cái NFT. Chứ đi ra ngoài kia đâu được nữa. Thì bây giờ trước mắt là mình làm giúp cho cái quán này là đông khách nè. Anh là bên Locamos hả? Tất cả những người cầm điện thoại về là Locamos. Không, nhưng mà ở đây ai là nhân viên của Locamos? Có sếp luôn, sếp áo trắng đứng đang chỉnh thẳng đây đó. Tất cả mọi người ở đây khi mà mọi người đi săn quà đều là thành viên của Locamos anh. Mình cứ tải app rồi mình. Cô là người Đồng Nai luôn hả cô? Ở Đồng Nai đây, luôn. Tất những người này Biên Hòa hết. Đang ở Biên Hòa, cũng có người ở Bình Dương, ở Sài Gòn. Nhưng mà ở sao ở Bình Dương là không săn ở bên Bình Dương mà qua đây săn? Ở chỗ nào có địa điểm săn quà thì người ta cứ kết nối. Bình Dương thì ngày mà ngày khác. Công ty thả đâu thì mình mới được. Công ty thả đâu thì mình đi là đó mình nhận. Công ty Hà Nội thả chứ đâu phải ở đây thả đâu. Hôm nay là công ty đang thả ở bên quảng trường mình. Đúng rồi. Ngày mai thả Nguyễn Huệ. Ngày mai ở thả ở phố đi bộ Nguyễn Huệ với lại ở Hồ Gươm. Ngày mai là thả ở ngoài đó. Thì thả ở đâu thì cộng đồng sẽ tới đó để săn quà. Mình sẽ săn quà ở mọi vị trí công ty thả. Sau này công ty nó có nhiều phần quà rất là giá trị. Thì thả ở khắp nơi trên toàn quốc thôi, còn nhiều giá trị lắm. Nhiều phần quà rất là giá trị. Mình có đồng phải đóng phí, đóng đồ gì đó không? Miễn phí hoàn toàn luôn hả cô? Em tải app rồi đây. Con đang săn đây. Ngày mai lên phố đi bộ săn iPad. Dạ con đang săn quà đây. Nhưng mà con biết là nào chưa? Chưa, từ nãy giờ con chưa có quà gì cả. Không, ấy là đã meet với nhau, hai điện thoại gặp nhau chưa? Dạ chưa. Ở đây các bạn thấy rất là nhiều. Các cô lớn tuổi có này, các anh chị có này. Đó. Thì mình nghe nói là đang đi săn quà của Locamos. Thì cái lúc nãy mình đã quay cho các bạn xem cái công nghệ vi nhân sinh, meet kết nối, meet yêu thương gì đấy. Đó, lúc nãy mình đã quay cho các bạn cái bắt ra cái logo đấy. Này đang săn quà ở trên quảng trường tỉnh nha các bạn, rất là hấp dẫn. Đầy đủ hết, tất cả các cô chú anh chị đều có đến đây săn quà. Đó có nghĩa là cứ dơ dơ điện thoại lên bầu trời mọi người, xong là thấy cái món quà gì là chụp lại. Rất là hay luôn, rất là hay. Thực sự là đầu tiên là mình thấy cái món này giống như hồi xưa đi cái gì, đi bắt Pikachu á, giống như cái trường hợp hồi xưa đi bắt Pikachu á các bạn. Mình không chơi Pikachu, Pikachu gì đó, nhưng mà thấy ở đây các cô chú đang rất là hăng say. Ai cũng từ nãy giờ cầm điện thoại đi săn quà đây này. Bác săn được cái con gì chưa, được cái món quà gì chưa? Cái bút camera. Được cái bút này hả bác? Được nửa cái áo rồi. Giờ mà cái áo mà hiện lên màn hình nữa là có thành một cái áo đó. Vậy hả? Hay thiệt. Đấy các bạn thấy không? Các cô chú đang cầm máy. Đó. Đấy anh này, anh đang xanh này. Anh được cái quà gì chưa anh? Chưa hả? Đây ha. Đó, cứ dơ vậy lên. Từ nãy giờ em chưa thấy cái quà gì cả. Đó các bạn thấy không? Ở đây rất là nhiều các cô chú đang kết nối cái gì đấy. Đó theo cái chương trình của Locamos nãy mình cũng không biết. Nhưng mà đây thấy có những cái điều rất là thú vị ở đây nên mình quay cho các bạn xem hình ảnh đây nhé. Có nhiều người đang lãnh quà các bạn ơi, có nhiều người đang lãnh quà, mình qua mình coi lãnh được cái gì nè. Rồi ai chung nón bảo hiểm vô lấy nón bảo hiểm kìa. Vô nón bảo hiểm nha. Nón bảo hiểm ai chung nón bảo hiểm vô lấy nón bảo hiểm á. Vô đây. Mở app lên kiểm tra.
Đó, đây đang trúng thưởng nha các bạn. Đó. Đây là các cô chú anh chị đang nhận quà nha các bạn. Đó, nhận quà của Logomot có nghĩa là mình bắt được con gì trên bầu trời á thì chúng ta sẽ được con đó. Hả? Còn chưa, hết rồi.